Hi, mình là Ibit. Ở video này chúng ta sẽ di chuyển zoom và double zoom trong Unity mà không cần code. Và giờ đầu tiên thì mình sẽ giải nén file đồ họa ra và mình sẽ để link trong mô tả của video này nha. Thì khi giải nén sẽ được 4 file như thế này. Tiếp theo thì mình sẽ tạo một cái project 2D. Các bạn chọn New, chỗ này chọn 2D. Ở đây thì bạn sẽ điền cái tên cái tựa game của mình vô. Chỗ này là cái đường dẫn thư mục. Mình sẽ tạo một cái thư mục ngoài desktop. Mình sẽ đặt là 2D game. Sau đó chọn Select. Mình sẽ không cần kết nối với Cloud nên sẽ bỏ. Sau đó bấm tạo. Rồi giờ mình sẽ thêm đồ họa vào project nha. Các bạn chọn Create. Chọn mình sẽ tạo một cái folder để chứa những cái file đồ họa của game. Sau đó chọn mở cái folder này lên. Ở trong folder này mình cũng sẽ tạo thêm một cái folder con nữa để chứa những cái đồ họa cho thằng player. Sau đó mở folder lên. Các bạn sẽ chọn import new access. Chọn ngay cái đường dẫn thư mục mọi người giải nén ở đầu video. Chỗ này mọi người control A. Sau đó chọn import. Lúc này sẽ được 4 file như thế này. Ở file đầu tiên, mọi người nhìn bên tay phải, chỗ này chọn no filter. Trên đây mọi người điền cho mình là số 16. Chọn là multiple. Xong click apply. Xong chọn sprite editor. Chỗ này mọi người chọn cái mục này cho mình và điền cho mình là số 32. Ấn slide. Sau đó nhấn click apply nha. Rồi đóng lại. Thì lúc này mọi người sẽ được những cái file nhỏ như thế này. Làm tương tự. Chỗ này điền số 16 vô. Multiple. Chỗ này chọn no filter. Click apply. Sau đó chọn Slide Editor. Cũng tương tự như cái phần đầu. Slide, click Apply và đóng lại. Ở cái mục này nó có một cái tấm thôi, cho nên chỗ này mình cũng sẽ sửa thành 16 nè. Nhưng mà chỗ này mình sẽ để là Single. Chọn No Filter, click Apply. Và làm tương tự với cái phần Run. Vậy là xong rồi á. Giờ thì mình sẽ được những cái file như thế này. Mọi người bấm vào cái nút này và chọn cái file đầu tiên, kéo nó lên trên đây. Sau đó chọn rename để đổi tên nó lại. Thì mình sẽ đặt là player. Sau đó chỗ transform này chọn reset. Rồi có thể lăn chuột giữa để phóng to cái vùng nhìn lên ha. Xong ở phần player, mọi người chọn add component. Đầu tiên thì mình cần một cái pop collider để xác định được cái vùng va chạm. Các bạn bấm vào lúc này, sau đó lăn chuột giữa. Mình sẽ điều chỉnh cho nó fit với cái thằng player. Xong mình sẽ thu gọn lại cho nó dễ nhìn. Rồi mình sẽ thêm một cái gọi là rigid body 2D để có thể mô phỏng được vật lý. Chỗ này quan trọng nha, các bạn click vào ở đây cho cái con nhân vật đừng có bị lật. Sau đó chỗ Gravity mình sẽ chỉnh thành 5 cho cái con nhân vật nó rơi xuống nhanh một xíu. Thì mình sẽ tạo một cái mặt đất. Chỗ Transform này các bạn chọn Reset. Sau đó bấm vào cái nút này và di chuyển nó xuống dưới đây. Đây sẽ đóng vai trò là mặt đất để người chơi đứng lên. Chỗ này mình sẽ đổi tên nó lại thành Ground. Và bấm vào cái nút này để có thể mở rộng nó lên. Ok, được rồi ha. Thêm một cái gọi là Box Collider để xác định được cái vùng va chạm. Và tách game, ấn Play. Thì lúc này con nhân vật nó chỉ rơi xuống thôi, mình chưa được điều khiển gì. Giờ thì mình sẽ làm cái tính năng gọi là di chuyển cho cái con nhân vật ha. Thì trở lại với Unity nè. Thì ở phần Player, các bạn thêm cho nó một cái component gọi là Visual Scripting. Bấm vào chỗ này. Sau đó các bạn chỗ này các bạn chọn New. Và mình sẽ tạo một cái thư mục mới gọi là Wrap để lưu trữ những cái mã cho cái thằng player nhé. Thì mình sẽ đặt là Player Controller. Sau đó ấn Lưu. Rồi nhé, thì mình sẽ mở cái file này lên. Thì lúc đầu nó sẽ là như thế này. Các bạn chọn Object. Các bạn nhập vô cho mình là
Move Speed để quản lý cái tốc độ của player kiểu dữ liệu là float. Ở đây thì mình sẽ cho nó cái giá trị 15. Chỗ này mình sẽ xóa nó đi. Mình sẽ thêm một cái node gọi là input get acid. Các bạn chọn cái mục đầu tiên, các bạn nhập cho mình là horizontal. Các bạn lưu ý là phải viết đúng chữ hoa chữ thường từng chữ nha. Sau đó thêm một cái node mới gọi là rigid body 2D velocity set. Các bạn nhớ chọn đúng một set nha. Và 2D. Sau đó mình sẽ nối cái này vào đây. Mình sẽ lít chuột và kéo nó qua đây. Các bạn thêm cái nốt gọi là multi. Các bạn nối hai cái đầu này lại với nhau để nhờ ngay cái giá trị này với nhau ha. Sau đó bạn lít chuột vào cái chấm này, lít ra ngoài một cái và bấm cái này. Mình sẽ tạo một cái vector nối cái giá trị này với chục x, tại vì mình di chuyển theo vuông ngang á. Mình sẽ thêm một cái gọi là rigid body và mình sẽ get, tại vì mình sẽ không có lấy giá trị y cho nên mình sẽ cập nhật được cái giá trị y ha. Các bạn lít chuột vào cái chấm này, lít ra ngoài một cái, nó sẽ hiện chữ vector 2 nè. Các bạn get y, sau đó các bạn sẽ nối cái giá trị này vào đây. Vậy là xong rồi đó. Giờ thì mình sẽ điều chỉnh một xíu cho nó dễ nhìn một xíu ha. Đây, các bạn giữ nút Ctrl và rear chuột để nhóm cái này thành một cái group cho nó dễ làm việc nha. Mình sẽ đặt là Move, sau đó đóng lại và ấn Play. Lúc này thì các bạn có thể di chuyển con nhân vật bằng cách di chuyển nút A hoặc là nút D hoặc là mũi tên trái phải. Tắt nó đi. Thì tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn làm nhảy nha. Thì ở phần nhảy thì mình sẽ trở lại chỉnh sửa nè. Thêm cho nó một cái biến gọi là Zoom Fold để mình có thể quản lý được cái lực nhảy của thằng player. Bấm vào chỗ này, chọn kiểu float và mình sẽ đặt giá trị là tầm 15. Các bạn muốn mạnh nhẹ thì có thể tăng giảm cái giá trị tùy thích nha. Sau đó các bạn nhập cho mình một cái biến gọi là round shape boy và bấm vào dấu cộng. Kiểu thì mình sẽ chọn là game object. Sau đó thêm một cái biến mới nữa gọi là layer mask can zoom. Sau đó bấm vào dấu cộng chỗ kiểu dữ liệu nè, các bạn nhập cho mình là chữ layer mask rồi lít vào đây. Tiếp theo thì mình sẽ thêm một cái wrap để kiểm tra cho cái thằng player nó có đang ở trên mặt đất không. Các bạn nhập cho mình là shape wrap, sau đó chỗ title này các bạn điền cho mình là can zoom. Sau đó bấm vào cái phần chỉnh sửa. Ở đây nó sẽ có hai giá trị in và out. Thì bấm vào nút out, sau đó bấm vào dấu cộng. Chỗ key này mình sẽ nhập là out, sau đó bấm vào cái vùng playable. Bấm vào cái nút cộng này mình sẽ thêm một cái giá trị output nữa. Mình sẽ đặt là ePlayer can zoom. Sau đó kéo xuống cái phần này, chọn là boolean. Sau đó mình sẽ kéo lên trên đây, mình điền lại cái phần key một lần nữa. Mình sẽ đặt là ePlayer can zoom lại luôn ha. Thì lúc này nhìn bên tay phải của các bạn, nó sẽ có một cái chấm tròn màu tím ở đây ha. Sau đó mình sẽ thêm một cái node gọi là physics 2D overlap cycle. Thì các bạn chọn cái phần mà có những cái giá trị y như mình nha. Boy radius với layer mask, các bạn nối cái giá trị này vô đây. Sau đó mình sẽ chọn delete. Mình sẽ thêm cái node gọi là on update để cập nhật liên tục coi người chơi có đang ở dưới đất hay không. Nối nó vào đây. Sau đó các bạn chọn offset, các bạn kéo cái phần round checkpoint này vô đây. Lít vào cái chấm này, lít ra ngoài một cái, bạn nhập cho mình là get position để mình lấy được cái tọa độ của cái phần round check á. Nói nó lên trên đây. Chỗ radius này thì mình sẽ điền tầm 0.2. Mình sẽ di chuyển nó lên trên đây. Chỗ layer mask này ha, các bạn kéo cái biến layer mask vô đây. Nói nó vào trên đây.
ở cái phần này các bạn click vào đây, các bạn nhập cho mình là not equal, click nó, sau đó mình nói giá trị đầu ra vào đây, mình sẽ thêm một cái gọi là null. Nếu mà nó khác null á thì nó sẽ trả ra cái biến true, tức là người chơi đang ở trên mặt đất hoặc một cái gì đó có thể đứng được. Sau đó bạn bấm trở lại với layer, các bạn thêm một cái not, các bạn thêm not bằng cách là click chuột phải nha. Đây sẽ là on bottom, các bạn nhập cho mình là zoom, cái chữ dây á các bạn phải viết chữ hoa nha, và mình sẽ cần phải kiểm tra coi nó có đúng hay không bằng cách là if. Đây các bạn nói cái đầu ra vào đây và nói cái biến check mặt đất vào đây, rồi thì mình sẽ set cái velocity khi mà người chơi ấn phím cách. Các bạn nói đầu ra vào đây, xong bạn click vào đây, click ra ngoài một cái và tạo một cái vector. Khi mà người chơi ấn phím cách và đang ở trên mặt đất, mình sẽ tạo một cái vector, mình kéo cái chỗ zoom fold này nói vào giá trị y, và mình sẽ cập nhật lại cái giá trị x bằng cách lấy cái velocity và cái điểm x. Các bạn lưu ý là phải đúng 2D 3D nha. Chỗ này mình sẽ làm 2D cho nên mình chọn 2D. Click vào cái chấm này, click ra ngoài một cái, chỗ vector, chọn get x, sau đó nói nó vào trên đây. Ủa, nói đây mới đúng. Xong nói là giá trị y vào cái chỗ zoom fold. Xong rồi mình sẽ tạm thời đóng cái mã lại. Ở bên game nè, chỗ round mình sẽ cần phải gán cho nó một cái player mask. Các bạn nhìn bên tay phải, chọn là add player. Chỗ này mình sẽ nhập vô là can zoom. Rồi ha, các bạn click lại cái phần mặt đất của bạn nè, các bạn gán cho nó một cái tag là can zoom. Chỗ player nè ha, các bạn thêm cho mình một cái offset empty, mình sẽ đặt là round check. Sau đó thì các bạn bấm trở lại với cái phần round check nè. Chỗ này các bạn bấm vào nút này để có thể nhìn được cái điểm dễ hơn ha. Click vào đây, mình sẽ điều khiển nó xuống dưới chân người chơi để có thể kiểm tra được có chạm đất hay chưa. Kéo nó lên đây một xíu. Chỗ player này ha, các bạn click lại layer. Chỗ này nó đang trống ha, kéo cái phần này qua bên đây xuống một layer mask, thì các bạn click vào đây, chọn là can zoom. Vậy là xong, các bạn ấn play. Thì lúc này khi bạn di chuyển trái nè, ấn phím cách thì nhân vật có thể nhảy. Thấy cũng khá là linh hoạt đúng không? Tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn nhảy đôi, hay gọi là double zoom. Trở lại với layer nè, mình sẽ chỉnh sửa cái bản đồ này một cái nữa. Chỗ offset, mình sẽ tạo thêm một cái biến gọi là can double zoom. Rồi bấm vào dấu cộng, chỗ này các bạn click vào đây, sau đó chọn click vào đây. Mình sẽ cần phải chỉnh sửa cái nhảy này một xíu ha. Mình sẽ ra chuột để chọn nhiều cái và kéo nó ra ngoài đây đi. Kéo này hơi dài dài một xíu. Sau đó các bạn giữ nút Alt và nút chuột phải để kéo nó lên đây, nói lại vào giá trị này. Các bạn nút chuột vào đây, nút chuột ra ngoài một cái, chọn Boolean và tích vào cái ô này. Sau đó các bạn chọn cái mục này, mình sẽ thêm một cái kiểm tra một cái điều kiện x nữa. Sau đó các bạn kéo cái này qua đây. Các bạn không giữ Alt nha, mình chỉ lấy giá trị thôi chứ mình không có gán giá trị. Rồi mình sẽ giữ Alt để gán giá trị nè, nó sẽ hiện chữ set. Kéo cái này vào đây. Rồi nói cái mục này vào đây, và mình sẽ thêm một cái giá trị Boolean nữa. Và lúc này mình sẽ không có check. Rồi nhảy đơn giản là vậy thôi. Mình sẽ di chuyển nó một xíu cho dễ nhìn nha.
Bạn có thể chọn cái nút này để di chuyển lớn nhỏ, xong bạn giữ Ctrl để chọn những cái vùng này. Mình sẽ đặt là Zoom và Triple Zoom. Xong rồi đó, các bạn kéo qua đây đi. Sau đó đóng lại, nút này phát lên nha. Thì đây, di chuyển trái phải, nhảy, nhảy đôi, nhảy, nhảy đôi. Đơn giản đúng không? À quên, khi mà các bạn muốn tạo thêm những cái mặt đất á, thì các bạn bắt buộc là phải gán cho nó một cái tag gọi là Can Zoom nha. Mình sẽ tạo thêm một cái mặt đất cho mọi người xem. Chỗ này sẽ dời nó ra một xíu. Mình sẽ thêm một cái component Bokeh Ladder. Điểm quan trọng là những cái mặt đất cần phải được gán tag là Can Zoom để người chơi có thể nhảy trên đó. Các bạn xem nè. Đây, nhảy, nhảy đôi, nhảy, nhảy đôi. Ok, thì cái video đến đây cũng đã hết rồi. Ở tuần sau thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm các cái animation khi mà cái người chơi chuyển động. Và nếu các bạn thấy hay có thể like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video sắp tới. Bye bye.